Hello cả nhà. Hello. Chào các thánh. Về Sài Gòn rồi. Lấy gì ạ? Lấy gì em? Lấy thêm trà đi em. Điện thoại hơi bẩn. Đó. Em nói là xin là không cho bán nè. Để chủ quán nó chịu. Vâng. Nhìn thì tai quá à. Ui giời, vừa gội đầu chưa sấy tóc này trông rồi. Chiều đi tốn tiền như nhuộm tóc thế này. Hay quá. Em thích tóc ngắn không? Sáng nay chồng em bảo chứ. Cô làm sao cô làm? Tháng 5, tháng 6 tôi về. Thì là sao? Muốn gì? Để lại cái tóc dài cho tôi thế à? Đừng về. Liên tiếp. Em là chỉ làm gì em thích thôi. Thì à? Câu câu ăn gì tôi cũng. Trời em nói chị nghe, chồng em không nói thì em sẽ để lâu dài. Nói em cắt luôn. Cái nét kỳ đấy. Ai mà chị nghe mấy tháng rồi mới ra quán đấy. Không ra quán bao giờ đâu. Tại vì em đi ăn đi nhậu, ông à mới nhậu về này. Đói người này. Đi bơi đi biển, úi trời ơi. Câu mai em ra mới viết thư pháp. Chữ thì xấu. Học đến lớp 5 trường làng cô giáo quốc. Úi trời ơi, ai đi à Phật. Nào ai gọi điện đòi nợ đây. Alo. Dạ vâng, ai đây? Ờ chị nghe em ơi. Ừ. Thế chị không biết thì chị check lại cái lịch sử rồi này. Ok. 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 Ok để chị kiểm tra nha. Ok ok. Ok.
đây, 50 bà BD. Đây là thư mời của 50 bà BD nhà tôi. Đó. Và tôi cuốn cổ cuốn nặng là tôi phải đi thư pháp. Nên là chữ tôi cũng xấu với mấy bà, đừng có buồn với bà BD. Cái tay này chỉ cầm U thôi. Cái tay này chỉ cầm U thôi, còn cầm viết thì không cầm được. Mà lên danh sách mấy mẹ này viết tên mấy mẹ đúng không? Mẹ nào hot girl, mẹ nào mang tên các hot girl mình đám. Nào, tiến sĩ lộn mèo. Kinh không? Bạn bè đi xem phim tên là tiến sĩ lộn mèo. Đạt Nguyễn. Thầy. Nói chung là tôi và bạn bè của tôi thật sự là nhiều khi đấy. Tôi viết tên chúng nó lên đây mà tôi viết tên chúng nó tên là ví dụ như tên của nó là Nguyễn Văn Đạt. Mà tôi ghi chữ Nguyễn Văn Đạt là nó đéo chị. Nó phải ghi là hot girl miền núi. Nó mới chị. Má ơi. Cứ là chúng nó muốn là chúng nó nghệ danh với chị. Đó. Mày không phải cười. Lưu làng mày không phải cười. Trần Hoàng Vũ. Nghe ghê tên. Nghe tên Trần Hoàng Vũ mà kèo dưới. Trời má ơi. Vừa mới sắn cây bút thì 38.000 đấy nha. Cũng đầu tư ghê vậy đó. Đó. Nói chung là ngày mai thì các bà chị em BD bóng gió bằng gì mặc đỏ hoặc đen đến chụp hình những mấy bà. Sao phải lồng lộn đi cho tôi. Đó. Phim này mà thắng thì tôi có ít tiền tôi đưa các bà đi uống bia. Lấy cho tao cầm cây thun ra đây. Phương ơi, mày ghi chữ có đẹp không? Nhân viên cố nặng thật sự luôn. Nhiều vong đàn ông là không hợp rồi. Chị vong đàn ông không hợp thì vong BD. Phương ơi, tao ghi ở đây này Phương. Tao ghi Trần Hoàng Vũ mà tao buộc hai cái. Có nghĩa là thằng nào chị em bóng gió nhà tao đến đọc tên để cho mày đưa cái này. Để khỏi xích hiểu không? Đó. Biết sao tôi cẩn trọng lắm. Vì mình rất là tế nhị nha các bạn. Nhiều khi chúng nó cặp kè bú lộn mèo thằng nào đó mình không thể hỏi là bồ mày tên gì. Để tao ghi tên bồ mày như thế người ta gọi là xâm phạm đời tư. Tí quên. Cái mời không đi. Để nó về. Nana Rest FM ở Sài Gòn không thì chị mời. Tôi chỉ mời những người gọi là thương mến của tôi thôi. Đạt mèo và bạn. Đạt lộn mèo. Thôi ghi ở bên trong là Nguyễn Đạt, ở bên ngoài là Đạt lộn mèo. Nó thích mời ai được ghi tên của mình không hỏi. Quán là em mới hạ cái em ở nhà em tự thu trông xe cho khách rồi nhé, để khách khỏi trả tiền nhé. Dạo này em thì dạo này em đi cũng à, từ ngày chị em vô tù vô hộp là em đi 5-6 tháng nay đi du lịch rồi, không trông nom quán phá làm gì, nên đi vòng lại thì cái quán cái bãi đậu xe nó bị loạn mệt mỏi.
Sơn Kha Lai. Ui, nhưng mà đau nhờ. Ôi, xăm mình đẹp thế. Em có bà chị cũng xăm mình như vậy đấy, nhưng mà xăm đen đấy cả. Ngồi bá ở với cổ thôi. Đẹp nhờ. Ê, xăm mình cô gái kia mà má xanh xanh là xinh đấy. Đến đây bảo chồng anh hôn em đi. Tháng 11 là công chiếu. Tôi chỉ được suất 50 vé thôi. Tôi chỉ được cái gọi là được cái suất là 50 vé để mời chị em BD bóng gió bạn gì thế đấy. Trời, trông chị dán kia là người xăm mình. Mà chị là người xăm mình trong ổ báo cáo trộn lắm em ạ. Em cả một cuộc đời chưa bao giờ mạnh dạn dám cầm cái kim để cho nó chọc vào chừa chân vào tay rồi mà thích lạ. Em thích xăm mình con kiến nha em ở đây này. Mà chưa đủ bản lĩnh. Đây là mấy chị em bóng gió bạn gì nhớ nhé. Đó, tôi có 50 vé cho các bà. Riêng cái bà Huỳnh Nhân Việt làm sao bà lấy 8 vé. Chắc là có bồ. Ơ kìa, Phương ơi. Ơ, đấy, khách vào nãy giờ 3 phút không nào đi xuống chưa? Xuống order. Về nhé. Em chờ đi em ơi. Bữa nào hẹn hò đi chị coi cái này cho thú vị lắm. Đây, chị bấm em vào đây. Chị là 0937. Đây. Thích thì bài cho em quá. Em mà rồi. Phim em sắp được rồi chiếu, phim em đóng sắp chiếu. Nóng hả? Dạ. Chị luôn tên luôn nha. Dạ vâng. Em chị nhảy ra ngoài chị. Hạnh phúc máu. Đâu rồi? Tháng 11 mới chiếu. Tháng này chính hả? Thứ chính. Thứ chính. Giờ chính là cô Kim Xuân. Ở đây viết sẵn hả? Không, tao còn mời mấy bà BD bóng gió bạn gì đi coi. Không cho nó tủi thân. Nó không quỷ nữa, tán vé là. Trời ơi, đầu nhân viên BD này tôi. Còn viết không? Đứa nào trên đầu xuống đây. Mày chết trên đấy à? Khách gọi hơi đặc mà mai gì? Ui, cái này của em cũng người rồi. Em đủ phân. Em đủ phần. Vâng, em đủ suất của bọn BD nhà em chị cắt bé của anh Tân Thế Giới trên đường 2 Bình Thạnh. Mối em chị không? Còn, Tân Thế Giới là một thân em á. Bao nhiêu năm cách Tân không á? Không cách em là chỉ cắt vài người thôi, thành Thánh Hoàng Tân Thế Giới. Cùng hoàn lệ của những người quay mà. Chắc hắn là rất khó cắt. Khó lắm, chỉ có anh Tân. Cắt mà gì? Cắt mà hơi lệch và ngu mặt ngu liền luôn đấy chị. Mặt ngu vàng ngu. Bye bye chị. Đừng nói đến lần đầu tiên đến nhà em ăn nha. Lâu nay, công ty gì bên đây nè, nên dạ. Em ngoài dạ. Nhưng mà chị ăn được lần thứ hai. Nhưng mà gặp em nhiên ghê. Em biết khi ra tiền nè. Dạ. Đây là vé cho riêng bà Huỳnh Nhân Việt đây. Bà rủ đồng đội của bà đi. Trời ơi, bước vô tôi tưởng người yêu. Đến khi nghe thoại mới là chị em.
thấy trắng trắng trẻo trẻo đẹp dai, cao to, cô gái thì xinh đẹp. Còn hai trời quên rồi. Trời ơi, tôi ra đến quán tôi hú hồn con Minh nhà tôi. Đây các bà, các bà dùm dùm tôi. Con Minh nhà tôi nó làm cái gì đây cho mấy bà xem. Bà Nhung nhà tôi, đó, tự dưng bà Nhung, đó bà Nhung nhà tôi có mà mấy mẹ, đây, đây. Cho tao cái tô bún cá rô đồng coi nào. Cam rau chuối và rau kinh giới. Bún lòng, bún chả luộc, bắp bò. Châu Kiệt chị đang ở đây này, ra đây đi nào. Mày ra đây để chị mời mày đi dự ra mắt phim của chị rồi chị mời vé nào. Để chị chuộc lỗi mày. Hôm trước mà hẹn mày mày không ra, à chị không ra, chị ngủ. Chị đang ở quán này. Đó. Rau muống có ấy. Lên kêu order phần rau muống chung đi. Đó. Tí nó phải đi nhuộm tóc, trời mẹ thần thiên địa. Thằng Tiến nó cũng ác ghê vậy đó. Tóc tháng trước dài với ngang vai. Thì nó không thông báo cái lịch ra mắt phim. Vừa bị cạo trắng gáy rồi nữa à. Chị ơi, 20 ngày nữa ra mắt phim. Chị phải mặc vào bộ đồ nhân vật và để tóc dài. Bây giờ tôi hỏi bà Hằng nó thấy như thế này thì tôi làm nào. Khổ thật sự luôn. Đang nghèo gặp cái eo. Giờ làm một tóc cũng mấy triệu bạc. Mấy triệu bạc cái tóc giả. Cả một cái đầu tóc đội lên đầu. Đánh cái son cho sáng sủa mặt mày. Mà ngu thế nhỉ. Tí nữa ngồi em ăn uống rượu rồi mà không hiểu sao đánh son mà làm gì. Chào Tiêu San, chào em.
mê cái ba lô này rồi. Giờ đi công việc hơi nhiều phải đeo thêm cái ba lô này. Phải mang cái ba lô này theo người để đeo. Đó, thấy không? Ôi trời ơi, uống cốc trà giảm cân. Uống viên đốt mỡ bụng và trà giảm cân. Hôm qua như con cá mập lên bờ các bác ạ. Mặc bikini mà cái bụng nó to hơn cái mông. Mặc bikini mà để gọi là chụp hình bikini. Úi giời, bà Hương Hoàng cả tôi là hai con cá mập lên bờ. Ăn nhậu của quên mẹ mất là mình béo. Đây bây giờ đi nhuộm đây là một tâm linh đá gì. Em đi nhuộm em đi dán tóc vào luôn chị, dán tóc. Bà đang đâu vậy bà tâm linh đá gì? Bà có đèn vú nào không? Chào Diễn Hoàng. Tôi vừa đi về nhà 1-2 tháng mới ra tiệm là tôi gặp những câu chuyện gọi là hoang mang xì tai. Quán tôi bây giờ biến tầng 1 trở thành chỗ trông xe. Bởi vì biết sao không? Ở nhà thì nghỉ mà. Em mà lượn đi ăn chơi du lịch mấy tháng trời, cả tháng ra quán một lần. Giờ quán em biến tầng 1 thành chỗ bãi đậu xe. Xưa giờ khách nhà em còm lên bãi đậu xe cũng nhiều. Nhưng mà em thật ý, là em được cái là em không để tâm nhiều lắm. Nên là bây giờ ấy, là nào thì tiền trông xe tăng, nào thì tiền thuế bãi đậu xe, người trông xe không đóng cho cục thuế Hà Nội, cục thuế nhà nước, bãi đậu xe bị phạt này phạt kia, lại gọi mình lên nhỉ? Em đâu có thu tiền trông xe đâu, cái người trông xe người ta thu. Thôi em nghĩ rồi, đỡ phiền, đỡ lằng nhằng, em bỏ tầng 1 để cho khách vào để xe trong nhà đỡ tốn tiền đó. Xong về đây con Nhung nhà em, mấy chị em giật với chị, con Nhung nhà em là chùm gọi là gì ta lãng phí. Các chị vào quán em lúc trước là có mấy cái tấm ấy, mấy cái tấm mà order ấy như này này, nó cũng làm cũng nó không, xong giờ cũng nó không, nó làm kiểu menu. Là em nói với sự thật với chị ấy. Mấy cái quyển này đâu có rẻ đâu, chắc cũng 500-700 nghìn đúng không chị? Một quyển menu thì có đến 500-700 nghìn không đấy, để em xem nó làm cái gì trong quyển menu rồi nhé. Lấy kính chị Nương đeo à, nhắn tin cho em đi chị. Em nghe chị Lê Đặng ơi, kính Fendi em đang đeo, chị lấy nhắn tin cho em. Dạ, đây em mở, em cho chị xem. Chờ em quay cái máy này nhé. Này này này, cái kỹ năng rất cơ bản nhé, phải để đi cho tao và đi cho tao. Trời ơi, mày được bày cho khách với à? Ui, mới làm không? Khăn nước đâu? Khăn nước chị đâu? Đây, con Nhung nhà em nó vừa mới tiêu thụ tiền của em có một khoản tiền mấy chị. Rồi chị xin. Đây, đây là quyển menu mà nó là vừa tiêu tiền của em mà em không biết là bao nhiêu tiền quyển này. Một, đó, mấy chị thấy không? Nó làm cái này à, bún đậu cô càng nhé, có món gì. Đây là tô bún cá rô đồng nhé em nha. Đây là tô bún cá rô đồng. Đây, bún chả Hà Nội. Là bún chả thịt nướng với nem. Bún cá rô đồng cái tô này đây, 65 nghìn. Đó. Bún riêu cua bắp bò. Riêu bắp bò giò tai thịt bò 75 nghìn. Bún lòng là bún với lòng luộc, lòng luộc chấm với bún. Đó, đây bún chả Hà Nội. Bún mọc, bún măng mọc, bún măng sườn. Bún măng móng giò này, bún măng móng giò mọc. Bún măng sườn. Bún sườn đặc mùng, bún bò trộn.
bún mắc bò, bún cua diêu đồng. Đó. Bún ốc là món sở trường của em, bún diêu ốc cũng sở trường của em. Bún với là nem, bún giả cầy, bún ốc om chứa đậu, bún đậu chay, bánh gối, phở cuốn, chả cục hạ long, nem rán là chả giò đó, lòng luộc, rồi tiết luộc, đó, nem chua rán, ốc nhồi hấp xả, lòng rán, rồi rụng rán, chả ốc, chả dươi đặc biệt, đó, dạng này có mấy món loại thêm, bún thêm, đậu thêm, chả cốm thêm, bắp giò luộc thêm, gỏi, đu đủ bò khô, gỏi cuốn, đậu mỡ tẩm hành, soda chanh trà đào, trà vải dâu tầm đá me, bia, chè đậu đen, chè đậu xanh, chè hạt sen, đậu xanh đắng, sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít, sữa chua đá phở lang, dừa, cam bắt, cà phê đen, cà phê sữa cái gì được trời, sấu ngâm, mơ ngâm, sấm dây, chả chanh, tá chanh, chả tắc, trà đường, trà tắc, chanh muối, trà đá, nước ngọt, nước suối. Hết, mấy mẹ, giờ em ăn đây. Đó, tiêu tiền của tôi đó. Ăn đã. Ăn rồi mới làm. Sắp đấy mây cái món này lắm. Okay. Chào chị Huyền tỏ. Đó. Đây của tôi. Đây là cá. Tôi ăn cái rau này, rau chuối nha. Rồi tôi ăn đây. Em đang đánh son ma mô đe số 20 chị ạ, à 23 chị Vũ Nga. Cây son mới đánh ma mô đe số 23. Số 23 chị ơi. Số 23 thì chị Vũ Nga không phải số 20, số 20 đỏ lắm. Cây này hồng hồng thôi. À chụp bức hình ăn tô bún mới được. Quên chị chụp bức hình ăn tô bún. Bấm đi nào. Giờ thì ăn xong rồi tôi đi nhuộm tóc, dán tóc, hẹn nào làm tóc rồi. Rồi ăn. À quên chưa cho mấy bà dò cái tô này. Vũ Nga ơi, có hẳn một cái like để tư vấn cho chị về màu son đấy chị. Có nguyên một cái like về màu son như chị. Cái mạng này như cùi bắp ấy. Đây là tô bún cá mấy mẹ. Tôi ăn rau này nha. Đó. Chị mà gọi là chị mà ăn chị mà hỏi son 17.
cho 17 đầy nó thiên về đỏ cam nha. Đúng không nhỉ? Chào Ngọc Linh, bây giờ chị mới ăn trưa tại vì hôm qua chị ngủ trễ. Chị làm việc xong hôm qua chị ngủ trễ. Xong sáng nay đưa bà Kiến đi học nữa. Bà Huyền bà lại à, ô cái gì bà thèm không? Trà đá thêm đi. Là bà lại món nó ngon. Chào Cherry U. Bún cá dọc mùng. Bún cá ăn với rau chuối là ngon nhất. Đi mình à? Sao mày đẹp trai mà đi một mình? Tao tưởng những người vô duyên cô độc như tao mới đi một mình, mày đi một mình chán ghê. Tí là hát gây. Tôi nói bà Huyền nghe, tôi còn gọi là tôi đang cay gần chết, tôi lỡ tay cho hai muỗng ớt sa tế. Chị Bin em mà thường xuyên ăn muộn chị ạ. Quán em đang thiếu nhân viên. Vào mùa đi học các cháu đi học hết rồi. Các bạn làm ca part time mà không có làm nữa. Nhưng mà nhân viên cứng bị yếu. Bà Huyền ơi, bà tuyển nhân viên cũng khó. Tôi tưởng là chỉ mỗi cái ngành dịch vụ thì tôi tuyển nhân viên khó. Cái công việc mà làm in ấn của bà cũng khó luôn. Thái Hằng em comment bên nào không được. The Play bị sao á? Tối mai đi nhậu với đi ăn tối với đối tác, người ta mời đi Nhật tháng 12. Nó không chỉ là cái ngành cái gì ông xã gì ba đi chị gái về rồi đấy hả, đi chị gái về rồi đấy hả, làm gì Đơn Phương mày. Ông xã đi đâu vậy ông xã? Đi đâu hả? Trung thu đi chơi gái không? Đi làm. Làm gì? Làm dấu. Úi giời, ai thuê ông phục vụ? Mấy triệu quá. Mấy triệu, cho tôi triệu coi. À Huyền ơi, hay là cái lúc tôi đi nhập tháng 12 bà đi với tôi không? Mấy con hàng nó nhìn nhau rồi, không thấy không? À, mày là em trai thằng Đạt à?
Tại sao thằng Đạt là to như con là béo như con trâu mà đẹp trai vậy? Tao nó mày nó đang ngồi đây này, tao hỏi nó sao đi một mình. Nó kêu là nó không có bạn. Ôi mấy chị đi giật chị đi khỏe lắm em ạ. Mấy năm gần đến ngày mới đi ra tự bê ra. Ở bên Nhật này có được. Nếu mà gửi cơm cháy là phải không có trà bông à? Có chứ. Chị có mấy đứa em ở Osaka. Hôm mà chị qua là em về rồi. Hoàng Anh với chị gái ruột chuyển nhà á. Bây giờ mình mới biết à? Trần Minh Hảo hỏi chế là làm sao mà chế răng chế trắng á? Chị làm răng sứ em ạ. Răng trắng giờ làm răng sứ cho nhanh. Wi-Fi là gì em ơi? Em đấy, ông chị chủ quán chị không biết bắt Wi-Fi là gì mà hỏi con nhân viên để chậm chạp nhé. Em bán ở quận mấy đấy? Em bán ở quận mấy đấy? Nguyễn Định. Quận hai à? Làm gì với Thủ Thiêm? Thủ Khoa Huân. Mấy cái thằng này? Ngay đây này. Thủ Khoa Huân là chỗ khách sạn. Cũng mắc tiền đấy các bạn. Mùng 2 tháng 11 bay đi Hà Nội. Xem ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát một tối bay về. Chào chị Dương Nhật Thủy. Tối mai làm gì? Tối mai làm gì? Tối mai chị gặp nàng sẽ đi nhậu. Phải không một cái Nhật về. Tại vì chị đến với nàng tiếng Nhật đâu. Ông kia nói tiếng Nhật không à? Ta phải gọi tiếng Nhật đi nói tiếng Anh. Ông chịu. Mà em không giống Long Đạt. Trông em không giống Long Đạt. Ăn hết tô bún này sẽ béo. Nên ta phải đụng rau vào ta ăn. Cho cuộc đời đỡ mập. Tính tiền kìa. Tuyển nhân viên bây giờ khó như lên trời. Cho chị mình đá đi em. Cho chị mình đá. Mình đá. Tiêm xăm của em gái gần đây không em gái? Em, tiêm xăm em gần đây không? Tiếp xăm em gần đây không? Em xăm nước ngoài. Ồ,
chị thích lắm em ạ. Chị giật em à, chị thích xăm nhưng mà cái đám bạn chị, chúng nó xăm nhiều lắm chị, xăm như em vậy đấy, nhưng màu đen hết mà xăm đẹp lắm. Xăm rủ chị đi ngoài mà chúng nó xăm sống em ạ. Xăm sống mà bảo chị không đau đâu, mà quên may em đi, tao lấy thử bên salon tao giặt thử vào tay tao thấy đau chết mày, mà không đau. Em cũng xăm sống mà. Ui thảo nào, bởi vì biết không, chị cũng thấy nhiều người xăm lắm nhưng mà cái màu nó không được đẹp như cái màu của em, nó chuyển màu á. Ồ chị cũng thấy rằng là ê, cái hình ở chân em mà khó xăm lắm nha, xăm cái mắt thì khó lắm nha. Khao khát người ta gọi là hình xăm người ta đẹp. Bye bye em, lúc đầu tưởng người yêu hóa ra em sai. Bao giờ tôi dám xăm, không bao giờ tôi dám xăm đấy bà. Ăn xong đi nhuộm tóc. Máy đang thiếu bao nhiêu nhân viên sẽ bàn Hương, Vương? Mày gửi cái nốt ta, tuyển nhân viên cho ta xem nào. Ăn xong rồi giờ bắt đầu thì dục ngồi viết, viết tiệp. Nhà bán tôm hú năn mãi không hết, mặc dù mồm như cái gầu á. Mười bốn em làm gì? Mười bốn. Mày đi mình chưa làm gì? Thằng Đạt là 16 nó về à? Thế 15 mày làm gì? Mày có đi nhậu với thằng Đạt không? Chốt lịch tối 15 đi nhậu. Thằng Đạt vào là chỉ giải quyết công việc, đưa đi chơi điện nhậu. Ăn được hết nhưng mà không được ăn thì sẽ béo. Mai ngày kia mặc đồ không được. Bà đã có thành.
tôi ngồi tôi tập trung, tôi check tin nhắn này, tôi viết thiệt này. Bye bye các bạn.